những đưa người chơi phiêu lưu về thế giới mở rộng lớn. Chào mừng các bạn trở lại với Top Zday. Những tựa game mobile mà chúng tôi điểm mặt trong top dưới đây còn sở hữu một nền tảng đồ họa tuyệt đẹp và hơn hết, cốt truyện chơi trong game lôi cuốn rất đáng để trải nghiệm. Sau đây hãy cùng Top Zday điểm lại top 5 game mobile có thế giới mở rộng và đồ họa đẹp mắt nhất. 5. Summergate. Summergate mang trong mình thể loại game phiêu lưu mạo hiểm. Nhân vật chính trong cốt truyện là cô bé Miku. Sau khi thoát khỏi tay bọn khủng bố đã cùng em trai đang bị thương của mình lênh đênh trên con thuyền trôi vô định khắp mọi nơi. Họ đã đến một thành phố mà khắp nơi đều ngập trong biển nước và dường như không có sự sống của con người. Để tìm cách sống sót và cứu chữa cho đứa em vô tội đang hấp hối từng ngày tại thành phố khắc nghiệt này, người chơi sẽ hàng ngày lãnh trách nhiệm tìm kiếm đồ ăn, thức uống. Which I didn't know about that. Oh, there's some red flowers. Look, let's go up here. I don't think we've been up this one, have we? Nope. Let's jump up here. Ooh. Theo đó, bằng cách sử dụng cơ chế leo trèo và di chuyển khá tương đồng với game Tomb Raider hay Assassin's Creed, cô bé Miku không ngừng tìm cơ hội cầu cứu sự trợ giúp. Là một tựa game phiêu lưu thế giới mở rộng lớn, Summergate cho người chơi quyền di chuyển tự do hết nơi này đến nơi khác. Hệ thống di chuyển này sẽ được hỗ trợ đắc lực quá trình khám phá cảnh quan môi trường xung quanh và đưa đẩy người chơi đến một cốt truyện thú vị mà game mang lại. 4. Gangsta Vegas. Điều đáng nói trong Gangsta Vegas là người chơi có thể được tham gia trực tiếp trong hơn 80 nhiệm vụ, với những trận chiến gay cấn và tùy thuộc theo những mức độ khó khăn khác nhau. Sẽ vẫn là những bối cảnh được dàn dựng khá chi tiết, bao gồm hàng loạt sòng bạc tại Las Vegas hay những tụ điểm ăn chơi của các tổ chức tội phạm. Mới nghe qua thì nhiều gamer sẽ dễ dàng liên tưởng đến bối cảnh game GTA, đúng không? Về phần đồ họa, Game Lost đã có một hàng loạt những thay đổi về chất lượng hình ảnh sao cho những khung hình đẹp và mượt mà hơn, sắc nét theo từng góc cạnh. Look at that. Now that is pretty sick. I'm even farther underwater. And there's fish. There's fish. Oh my gosh, I hadn't even seen that the first time I did that. Phần cơ chế được bổ sung kỹ lưỡng với những chế độ mới như Sandbox, Heist hay cơ chế chiến đấu MMA. 3. Bastard HD. Cốt truyện trong game Bastard HD khá ly kỳ và diễn biến khá kịch tính. Sau khi bị đồng đội phản bội, thuyền trưởng Henry Black đã bị lũ hải quân truy đuổi quyết bắt giết ông. Căm phẫn trước số phận này, ông đã quyết định trả thù tên phản đồ đã bán đứng ông cho hải quân. Trên đường đi, ông gặp phải rất nhiều quân lính mai phục và chờ sẵn ông để tiêu diệt ông. Game được thiết kế với đồ họa 3D đẹp mắt, có độ phân giải cao, sáng bóng và mịn đến từng chi tiết. Cốt truyện thì vừa ấn tượng vừa lôi cuốn. Thế giới trong game thì được khắc họa giàu chất tưởng tượng và phong phú. Âm thanh sống động cứ ngỡ như là thật. 2. Đây là một game với sự pha trộn giữa thể loại hành động, phiêu lưu và nhập vai hòa trộn lại thành một thể thống nhất, một cách hoàn chỉnh. Nếu là người say mê hành động, bạn sẽ đắm chìm trong các pha hành động gây cấn và hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Nếu là người say mê đi cảnh phiêu lưu, bạn sẽ thực sự ngỡ ngàng về các phong cảnh, các vùng đất mới mà game này mang lại. 2. Ravenshaw Shadowlands. Ravenshaw Shadowlands là một game 3D RPG, ưu tiên với thiết bị có màn hình cỡ lớn. Đồ họa của game được thiết kế đẹp mắt, cùng với bối cảnh và tạo hình nhân vật, hứa hẹn sẽ đem lại cho người chơi những trải nghiệm thích thú. Công việc chính của người chơi đó là leo trèo để di chuyển qua các khu vực, hoàn thành một số nhiệm vụ và khám phá các dungeons bí ẩn. Ngoài ra, các bạn cũng có thể săn bắt các loài thú hay các con quái vật.
cũng như sử dụng một số kỹ năng mà các bạn thường không hay thấy ở các RPG khác trên mobile, như là tàng hình, móc túi, những dấu tích ma thuật và còn có khá nhiều các tính năng hấp dẫn khác nữa. Tương tự như các trò chơi khác cùng thuộc thể loại này, sẽ có một lượng lớn các loại vũ khí, áo giáp và các loại vật phẩm khác nhau để người chơi có thể tìm kiếm và nâng cấp cho nhân vật của mình. 1. Ordering Chaos 2 Redemption. Khác với Ordering Chaos 2 Redemption không phải là một tựa game trả phí mà là một free-to-play. Chính vì vậy mà người dùng có thể thoải mái tải game mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào cả. Ordering Chaos 2 Redemption đưa người chơi tới bối cảnh 600 năm sau khi trận chiến đầu tiên được nổ ra. Chuyện kể rằng sau khi phá hủy Primeheart bằng Kali's Hammer vào cuối Ordering Chaos Online, mọi chuyện trở nên khá tệ. Khi đó, một cơn đại hồng thủy đã xuất hiện và nhấn chìm toàn bộ lục địa bao gồm cả các vị anh hùng. Là phần tiếp nối của game mobile Ordering Chaos Online, Ordering Chaos 2 Redemption vẫn sẽ đi theo thể loại MMORPG như đàn anh của mình, nhưng được bổ sung thêm rất nhiều điều độc đáo. Một trong số đó phải kể tới hai tính năng mới tên trong game mobile này là Solo Dungeons và Instant Quest. Related to the quest, so you didn't have to like pick up and talk to an NPC to receive the quest. But người chơi có thể tham gia cùng hàng ngàn người chơi khác từ khắp nơi trên thế giới để hoàn thành các nhiệm vụ trực tuyến hàng ngày cùng nhau. Mấy game này chơi là đã lắm luôn, đã vậy còn đồ họa đẹp nữa chứ. Nói gì thì nói thì like và share nếu như các bạn thích nha. Và đừng quên bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ video mới nhất nữa nha. Bye bye, chúc các bạn một ngày tốt lành. Yahoo!